thầy nhiêu nói 100.000 chơi không? Yeah. Ngày 10 đứa mà anh đứa cho 50.000, 200.000 tụi con có cho không? Cứ lần chuẩn bị quay con cho trước 50.000, 200 đi. Thầy nói 1 tiếng nè, nửa tiếng 50.000, 1 tiếng 100.000 chịu không? Ngày muốn nói bao nhiêu tiếng thầy cũng nói luôn, mà nói ra tiền thì nó cũng nên nói. Giờ tụi con hay nói giờ mướn thầy nói đi, thích nói gì thầy nói đó. Nhưng mà nói gì mà vừa gian nói ông ấy là công an mà là trách nhiệm của con á, tại con hỏi thầy trả lời. Giờ nói cái gì vui thì được, không thôi nó tóm gọn nhiều cái cũng ảnh hưởng, hỏi cái nào mà đáng hỏi không có chết. Nó ảnh hưởng tới quốc gia, ảnh hưởng tới thầy, thầy nếu như mà thầy đi Thái Lan thời gian nữa thì thầy bên đó nhập hạ mà 3 tháng thầy về. Yeah. À. Giống như hỏi bên này thầy nhảy nhanh không? 2-3 tháng thấy nhanh không? Thấy nhanh lắm, thấy nhanh ghê rồi. Nhưng không, chứ tụi con cũng lâu, đâu phải giống như con lên quay cũng từng nửa tháng 2-3 ngày con mới lên bụng, mới lên mỗi ngày đâu. Nói không, còn con cũng phải lo việc của con, rồi cũng vì cuộc sống kiếm tiền chứ đâu đến thầy hoài. Thầy mà thầy nói thì... giờ thầy nói hoài đến giờ con, đúng rồi, cho thầy 2 cái iPhone 15 đi. Ngày nào thầy cũng quay cực kỳ hai máy thật hay. Thì mỗi clip đứa này thầy sẽ quay máy này, chuyển cho máy cho đứa này, máy này quay chuyển máy, còn máy 10 đứa thì 10 cái máy. Thầy nói là file người nào người đó là của người đó, nó đâu có trùng đâu. Trời, trời. Đó là thầy làm gì chưa tụi con? Thầy ở Việt Nam đi. Người vô duyên, giờ con nghĩ đi, giờ mình phải thay đổi. Nếu Việt Nam mà thuận thì mình ở Việt Nam, mà ở nước ngoài thấy đủ duyên mình ở nó đó đâu ai muốn. Giống như lao động đi, người thích đi lao động nước ngoài có tiền, người lao động ở Việt Nam có tiền, người đi buôn bán vậy. Nhiều khi mình ở ngay địa bàn, ngay nhà mình bán không được, nhưng mà mình mướn mặt bằng vừa tốn tiền, mặt bằng vừa tốn thế mà bán được. Còn ở địa phương mình bán không được. Thầy mà đi cái chùa thầy không ai coi, rồi sư cô sao rồi con. Người du duyên chuyện đó, chuyện nè, cơm nhà ai nấy ăn, tiền nhà ai nấy xài, việc của ai nấy lo, tự nhiên lo sao. Thầy đi là tổn thất nhiều thứ lắm. Tổng phát cái gì? Có gì tổng phát cái chùa họ đẩy đi được không? Thầy đi tụi con nhớ thầy quá. Mày yêu đứa thì có người yêu, đứa thì có vợ, mày yêu tao sao mày không ở tao, mày dễ vợ hoài mày. Vợ mày nói thương không, ở đây đi, tao ở đây. Giờ đứa nào cũng tập trung ở đây, tao cho tối đứa là tụi con có giường xếp. Tối banh ra đứa góc ngó dài, đứa cứ cách nhau mét là người mấy người ta cho mày ngủ chịu không? Tối ngủ với thầy được không? Vợ mày chữ sao? Không được, đã tu là dưới lực. Còn tối ngủ là rủi làm gì sao? Rồi rồi đứa này làm được thì sao không làm đứa kia sao? Ghen sao? Tối ngủ thầy nhức mỏi giờ nào đấm bóp giờ đó. Được không? Không thầy quá ha. Quá cái đó trời. Thầy phê, cái đó thầy phê thầy không không đi Thái Lan nữa luôn. Kiếm cho thầy 10 người mẫu. Đẹp nhất, cao nhất. Biết đâu mà nó hốt hồn thầy đi không nói sao? Không mà phải đệ tử nói chứ không phải gì đẹp mà có 10 đệ tử đi là tất nhiên ở nhà thầy phải nuôi nó, rồi thầy phải dạy dỗ ngồi thiền tụng kinh, phải có đệ tử thì nó đỡ buồn. Giờ kiếm cho thầy 10 đệ tử mà đẹp nhất đi, đẹp nhất, cao nhất, to nhất rồi thầy. Ừ, khủng khủng. Cao to đen hôi không thầy? À, không đen không chịu, trắng tiêu nữa mày, trắng tiêu không phải gu của thầy. Không có gu, mình nhắc như đã xấu rồi là không ai yêu hết chứ. Nhưng mà nó có người rồi. Sao lại biết? Thì chuyện của nó phải tìm chứ, tự nhiên cái mà thầy không thích thì mình đi tìm người khác, tự nhiên cái không thích em ta thích. À nè, chết gì thầy đi, tự dặn chết đi. Yêu không được rồi chết đi. Là đó mày hỏi mày ngu hay mày khùng. Ta không yêu cái mày tự dặn mày chết. Bây giờ còn có hai người đó, anh Huy với thằng Nguyên, thầy chủ ai? Cái gì? Bây giờ còn hai người thôi đấy, còn anh Huy nè với thằng Nguyên đó. Làm đệ tử thầy được không thầy? Thầy chịu ai? Đệ tử nào thì tự nguyện chứ, tự nhiên thầy đi tìm. Thầy bây giờ còn có hai người thôi đó, còn anh Huy này với thằng Nguyên đó, thầy chịu ai? Nhưng nào thầy không nói tới bọn được. Thằng kia thì nó láo nháo, lúc này lúc kia tao không biết nó chỗ làm chủ được bản thân, nó không có ở im, nó không có ở trên đây được đâu. Rồi anh chàng này thì có vợ rồi, hay đi làm, nó hay làm liên tục, nó đâu có ở nhà đâu. Gần giờ ở chùa thầy mà lát vợ nó điện, rồi con nó khóc. À, khi nữa là có tiền có mua sữa không, rồi lấy gì thầy là đáp ứng. Rồi nhân viên tu với thầy mà cứ nhớ vợ với con không chứ gì. Rồi đây nó phải làm rồi, tôi kêu lo cái bàn rồi nó còn không làm, đi kêu giặt đồ nó không giặt, rồi không biết ai nuôi ai rồi nha. Thầy
ở làm đệ tử thầy mà thầy ngủ giăng mùng giặt đồ rồi ăn cơm nấu sẵn dọn lên kêu ở nhà vợ con làm hết thôi, thấy không, nghe chưa? Rồi đây à, nó ở chùa ai nấu, chắc sư phụ nấu cho đệ tử nấu cho sư phụ, ơi sư phụ nấu cho đệ tử, nói nghe mỗi người có nói sư phụ ơi nói đệ tử, mỗi lần qua sư phụ đấm lưng cho đệ tử à. Hay nói là mỗi người có một cái cách ứng xử, mọi cách khác nhau. Công nhận cái chuyến này thầy đi lâu ghê luôn á. Đâu có đâu mấy, tại vì mấy năm nay do mùa dịch thầy ở Việt Nam, chứ hồi xưa thầy đi một năm có khi nửa năm thầy mới về, lần về rồi 2-3 ngày thầy đi nữa. Chùa này hồi xưa tới giờ sư cô bảo cũng ở, mình quen với đây nè. Trời, thầy nói nghĩ sao à, đây là bả là người thứ ba, là chị cả, đây là dâu nè, đó, mẹ nghĩa là em dâu nè, rồi bên kia cũng em dâu thứ út nữa nè, rồi bên đây đứa chị thứ hai thầy với thằng rể với hai đứa cháu gái nữa nè. Rồi đứa em thầy có hai đứa cháu trai đứa gái, rồi thêm hằng rải nó cũng đi tới đi qua là hoài. Rồi dòng họ thì anh em tàn là dòng họ cùng cố chung đầy sát sát này không, do không biết quan tâm nhờ thôi, chứ thầy nói anh em con cháu cả đống đây nè. Đó, giờ chị thầy kế bên, nếu mà nó quan em vậy ngày chỉ cần mua tô cháo cho mẹ nó chén cháo chén cơm là có hiếu rồi. Rồi đi lãnh lương vậy tháng cho mẹ nó 200-300-500 cũng chưa, hay là đóng tiền điện cho mẹ nó thấy cũng là ngon rồi đó. Nhưng mà làm điều được đó không? Còn thầy ở chùa ngồi không vậy, có kháng họ cho, không kháng họ không cho lấy gì sống. Thầy nói có cái nguồn thu nhập thì vậy. Họ nói thầy trời ơi, nghe nói thầy tỷ phú là thầy làm YouTube nữa, kênh nào thầy thấy tiền tỷ hả? Mô Phật, mấy YouTube nó còn không cúng cho thầy được cái giấy ai để, kêu lo. Còn mấy thằng nhắn thầy ghét, thầy chửi con nữa giờ. Nó nói mười khó sao không mua vé máy bay cho thầy, nó đưa tiền nó đưa cho thầy chưa. Ê tao hỏi giờ tao nói nè, ê có mấy đứa nói là mười khó giúp đỡ mua vé máy bay cho thầy đóng tiền điện, thầy có không? Có là nó đây. Sợ nó sợ thầy có con được. Ờ nó chặn này nghi ngờ á, con có gửi cho thầy nha. Ờ đó tiền đâu mày phải khai đó này cho tao, con không lái được. Thầy 1 triệu có hôm bữa là để thầy ăn thấy thầy to. Ừ con mấy công an cũng nói mấy thằng quay YouTube quay gì chứng kháng ủng hộ thầy nhiêu không, nó cũng hỏi vậy. Giờ thầy trả lời con, trả lời đi. Thì lâu lâu nếu mà tụi con có tụi con gửi thầy ít là nhiêu, 1 triệu 2 triệu có chưa? Có rồi nha, chính tiền của con kìa. Còn tiền còn khách khứa, ví dụ người ta khách thầy ta đến cái khai sẵn con quay cái hô tiền con nè. Không muốn là tiền của con chứ tiền của ai. Vậy mấy năm là được nhiêu ta? Được 500 ngàn. Có đâu. À, hôm Tết lì xì hay gì á? 500 ngàn rồi. Ừ, nó lấy lì xì đâu liên quan gì cái tên tiền YouTube. Tiền YouTube ví dụ là nhiêu à? Tiền YouTube cũng là tiền lì xì từ đâu ra thầy. Ờ. Rồi lâu lâu con gửi, không muốn con gửi thầy 1 triệu, con dẫn thầy đi ăn cũng không 600 ngàn, quá trời đó. Thầy nói tóm gọn những cái năm tháng mà tụi con với họ đến lì xì là bỏ ra mấy chục triệu là thầy mua. Thấy chào vậy chứ 1 cái 100 hũ là 1 cái 3 triệu 5 triệu mấy chục triệu á. Với mấy cái tủ thầy đầu tư nhiêu hết 30 triệu đó. Rồi tiền vốn thầy mười mấy 20 triệu tiền mua chao này kia, con thấy để cho sư cô cái gì bán nhiều để xài để mua thuốc. Thầy nói không phải ít đâu, là thầy dồn hết cho sư cô rồi. Thầy ở chùa làm gì thì thầy lo tu, ở chùa sao tu, họ lại họ quậy phá hàng này kiếm chuyện kia kiếm chuyện sao tu. Giờ thầy nói giờ cứ họ tới nấp nằm họ cúng dường quá trời, sao thầy đi ngày mà thu nhập được 1 triệu 2 triệu chắc trời ơi thầy ngu gì đi nước ngoài. Thì giờ họ có người cúng dường thầy mới sống được nè, tiền điện tiền nước rồi thầy đi học có tiền đổ xăng đi học, phải học chứ con nói đừng, họ không bỏ được đâu. Nếu thầy ở Việt Nam phải học, còn thầy đi nước ngoài bỏ học lo tu ngồi thiền thôi. Thầy giờ thầy muốn thầy tu hay muốn thầy học thì ở Việt Nam thì có người không hỏi, không có người tài trợ sao sống. Giờ thầy nước bán chao quá, thầy ai thầy mua đâu có năm thược chao, là thầy nói mua vốn có 10, 18, 15, 20 nhưng mà có cái để 30, 50 chi không, họ mục đích là giúp cho sư cô chứ không phải là cầu sinh hay bắn mắt gì đâu. Con hiểu gì người già mình cho không hết, người già ta giá bộ bán cái gì để mình cho, chứ không phải là mục đích là làm ta bán để lấy lời. Con hỏi già chân tay rụng rờ làm gì ra được, bung giờ nấu cơm bán cũng đâu được đâu. Chỉ lấy cái đồ gì mà ví dụ như ở chùa hay gì sâu chuỗi tượng Phật nhỏ nhỏ rồi hương nhang á, nhang rồi khiêm nữa, chao muối gì cái gì để đâu được, chứ già sao mà con để đâu. Nên thầy mua những cái gì mà để năm không hư, 2 năm cũng hư. Với muối đường bột ngọt, nhưng mà đường làm là con kiến nó vô, nhưng mà muối là không sao nè, muối tiêu muối ớt chao
trao để càng lâu nó ở trên nó tuy cái màng nó cũ đi, mình vớt bỏ đi rồi hấp lại cực kỳ ngon, trao để càng lâu càng ngon. Ờ con này trao có hư gì là thầy lấy trao là thầy thí nghiệm rồi, ta ăn 2-3 năm ta để trong thầy hồi xưa không có bán thầy cũng để 2-3 năm có hư đâu, lấy ăn còn thơm nữa đó, nó béo cực kỳ béo á, để càng lâu nó nổi lên càng ngon. Còn này mày hư để cho nha, nắng tao hơi nắng trao hơi nắng không trao không bao giờ, để trong nó lạnh nó sẽ chìm. Đầu tư vào đó còn đòi hỏi gì. Rồi trao chuỗi, sao chuỗi thầy mua 80 triệu. Giữ rồi thầy. Chứ một cái con nghĩ đi. Thầy mua gì bao nhiêu? Mua 50 ngàn, à, quên ta 50 ngàn, 70 ngàn thầy bán 100 ngàn sư cô. Còn cái mà 20, 30 hay kêu sư cô bán 50 đó. Thì con hỏi là giờ thầy mua 1 ngàn cái sao chuỗi con tính lên một cái cho bình quân cho khỏi nói ra mắt đi lấy. Cứ một cái là 50 con nhăn lên với ngàn cái là nhiêu? 50 triệu rồi. Rồi đóng tiền á. Ờ con thấy nhỏ không tin giờ con bỏ vốn là thấy lấy ví dụ như con lãnh cái gì đi. Một con thấy một hao về con thấy rẻ tiền ha. Không có rẻ đâu. Thầy. Bữa nào con đi mua lãnh bánh cam chuối chiên con thấy một hao về không rẻ đâu con tính số tiền lên. Rồi đóng tiền. Ờ mấy triệu bạc á, ví dụ như làm khao bánh cam bánh tiêu đi. Mấy trăm cái đúng không? Trong đó cái vốn của con là không phải ở đâu á. Chục cái có chút xíu à. Mà tao tính chục bộ. Bán ta tính mình là chục mấy ví dụ chục 12, chục 13 hay nhiêu đó phải không? Là mình lời cái chục á chứ không phải là mà mình thành giấy số vậy. Con nghĩ bán sao tờ giấy thớ con trúng nhiều ở quên con lợi nhiều. Con bán ngày 200-300 tờ là thấy ngon rồi đó. Còn 100 tờ thì nhiều do con bán đúng không? Nhưng mà phải bỏ vốn, con phải đưa tiền á. Phải không? Con lấy giấy số con bán con có đưa tiền tao, phải đưa đó. Chứ bao giờ mà họ kêu con lấy về bán hết trả không trả không bán sao bán hết trả đi sao là hết ta cho trả nhưng mà cũng có giờ. Thầy bữa nay thầy nhập trao rồi thầy bán nữa rồi thầy bán khi mua được thầy còn quá trời mà ăn đâu còn ít hả con nhiều rồi gì hết thầy trao hết rồi bán hết rồi con nhiều lắm nó tóm gọn thầy lấy nhiều lắm thầy lấy 100 chai bán có mấy hũ à nó tóm gọn sư cô đây ít có ai thầy ở chùa thì họ tới lui thầy không có chùa không ai tới nè sớm thì họ đâu có chịu ủng hộ nó thấy người ta già cả thì giá bộ là nó không ăn gì mua gì cho người khác rồi bỏ không được nhưng mà cái đó là mình cho bả 50 mình cho thì bả ngày mà không dám lấy nhưng mà mình mua giá bộ mua cái gì đi thì cũng là tấm lòng giống như thầy đi chùa đi nhiều khi cái những cái thầy không thích đi giá bộ họ mua cái thầy cho người khác đi cho người ăn xin hay cho những người mà nghèo đi đi ngang già cả gì mình cho cũng là có phước thôi chứ đâu mình giúp cho mình không giúp tiền thì họ lễ ý y thầy nói tự nhiên cho tiền họ sẽ làm quen nhưng mà mình cho họ giống như mấy sư ở bên Thái Lan thầy nói nè mỗi ngày cắm bực họ đâu phải mục đích thôi cho tiền đâu mà họ cho đồ ăn thức uống còn lâu lâu ngày mà ngày ví dụ ngày rằm giống như Việt Nam mình ngày rằm mùng 1 phải không là họ đi chùa cúng tiền thì họ cũng vậy lâu lâu mỗi tuần có một ngày quanh phá là ngày Phật á là họ mới bỏ họ lãnh lương họ cho ví dụ 50 bạc 100 bạc 20 bạc ví dụ vậy đó để cho ngày đó họ biết là ngày họ lãnh lương với ngày đó là ngày Phật họ đi làm phước lắm như làm từ thiện vậy đó lâu lâu họ cho người nghèo chứ đâu phải lúc nào họ cũng cho ông sư tiền đâu giống như lâu lâu tiền đi Phật chùa phải tổ chức lễ gì họ mới đóng góp ví dụ giờ bữa nay là lễ Phật đản hay lễ gì họ mới đóng góp vô chị biết không tiền nấu nướng nè tiền mua bông mua hoa rồi bàn ghế rồi thầy trang trí đủ thứ là tiền mỗi cái lễ mấy chục triệu rồi tiền ăn nấu nướng mấy chục triệu nữa thầy nói một cái lễ phải làm cái gì cho họ họ mới cho mình làm ví dụ như thầy làm lễ mà thầy không để ăn họ về họ còn chữ trời đến dự lễ đói chết mẹ luôn ví dụ bây giờ họ chữ gì đi họ không nói chữ trước mặt mình ngoài sau lưng họ nói đi chùi đâu đói sanh thương mà nghe không khiếp pháp không có nghe có vô đâu đói quá nghe không vô phải không. Rồi đến chùa thì người ta làm phước nữa, người ta bỏ vô khùng công đức thì người có nhiều bỏ nhiều chứ không lẽ canh đứng ngay khùng công đức canh còn họ bỏ nhiều hả? Tùy tâm. Mà chùa nào chờ giờ chùa lớn vậy, lâu lâu lễ gì lớn họ mới có. Họ mới tới chứ ngày thường họ không tới. Và họ có rảnh, họ đi làm giống như con đi. Người ta đi làm là buổi sáng mấy giờ rồi tăng ca khuya ca ban ca ngày không có thời gian đi đến nội cha mẹ người ta là nhà có cách nhau mấy cây số mà không có thời gian về thăm cha mẹ nữa kìa. Hỏi này sáng mai lo giặt giũ nấu nướng rồi con cái đưa đi học lấy đâu có thời gian về thăm cha mẹ nhiều khi cha mẹ cách nhau có mấy chỉ số mà nhiều người còn nửa năm chưa thấy mặt về thăm cha mẹ rồi nhiều người khiển gì có tiền khiển về mạnh dạn tiền về cái nó ngại còn cái đứa có hiếu thì về chủ yếu là coi mẹ mình cặn gì nhờ cái gì ví dụ quét dọn nấu nướng sửa nhà sửa cửa nó tóm gọn cái gì nó thấy làm được dơ bẩn nó làm thì nó lặn thương báo hiếu cha mẹ
nó không có tiền cho thì nó cũng có tiền gì, ở coi phụ mẹ mình làm gì, sửa gì mình lên mình làm, ví dụ cái cây cái gì trồng cây bón phân tưới nước hay là nó tóm gọn việc gì cũng có thể phụ trong gia đình là có hiếu rồi, đâu phải con nói cho tiền là có hiếu đâu. Rồi nhiều khi cha mẹ mình cũng biết làm ăn buôn bán nhưng mà không biết hả? Dạ, đúng rồi.